đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Hòa Long, gồm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh, Thương binh 4/4 Nguyễn Văn Trị và Ngô Tiến Dũng. Tại các nơi đến, lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ, các thương binh, trao quà và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các mẹ, các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi